Chào mọi người Clip này mình sẽ tổng hợp giúp các bạn 10 cách nói nghe nói trong tiếng Nhật mà các bạn có thể gặp từ sơ cấp lên đến N1 nhá Đầu tiên dễ rồi, đó là thể thường cộng với so des học từ sơ cấp đúng không nào Ví dụ, theo như cái câu chuyện của bố tôi thì thấy bảo rằng là hồi còn trẻ mẹ tôi rất là xinh đẹp thì sẽ là Otosan no hanashi ni yoruto, okaasan wa wakai koro totemo kire datta so des Cách nói số 2 rất là gần với so des đó là rashi des. Ví dụ như là uasa ni <laughs> yoru to ano daigetsu ano futari wa keikkon suru rashi desu yo. Nghĩa là nghĩa là gì nhỉ? Ờ, à, theo như cái tin đồn thì nghe nói rằng hai người đó tháng sau họ sẽ lấy nhau đấy nhá. Số 3 đó là to hoặc là te là ai đó nói rằng cái điều gì đó và khi mà mình nghe được thì mình truyền đạt lại cho đối phương thôi ví dụ như là à, cô giáo thì bảo rằng giờ học ngày mai thì sẽ bị hủy sẽ là sensei và ashita no jukyo ga cancel suru to ok chưa rồi và liên quan một chút đến nó là cách dùng số 4 là tốt hoặc là Tệ kikimashita Thì cái này là mình nghe được Cũng là nghe được từ đối phương thì nó chỉ thay đổi một chút cái chủ ngữ thôi nhá Ví dụ như là Cũng là cái câu vừa nãy là Cô giáo thì bảo là ngày mai nghỉ học Thì bây giờ mình nghe được và mình bảo là gì nhỉ À tao nghe được thấy cô giáo bảo rằng là ngày mai Giờ học ngày mai sẽ nghỉ đấy Sẽ là Sensei kara Ashita no jukyo ga kikimashita Ok chưa Cách dùng số 5 rất là quen thuộc trong chương trình N3 Và chúng ta sẽ gặp rất là nhiều trong giao tiếp Đó là thể thường cộng với ví dụ như là thấy bảo là hai đứa đấy nó mới chia tay nhau đúng không sẽ là gì nhỉ ano futari wakareta hay là thấy bảo nghe nói anh ấy là một người rất là giàu có đấy các wa okanemochi đặt chưa đấy dễ rồi nhá Cách dùng số 6, 7, 8 là những cách nói mà các bạn sẽ gặp ở trong chương trình N2 Đó là Tối ưu cô tô hoặc là tối nô cô hoặc là tối dự thì đây là những cách nói kiểu như là văn phong nó hơi trang trọng cứng một chút và đặc biệt cái cách nói tối dự thì chúng ta sẽ chỉ gặp ở trong văn viết thôi mọi người nhá Ví dụ như là nghe nói giám đốc từ ngày mai thì sẽ đi công tác ở Việt Nam trong vòng một tuần thì chúng ta hoàn toàn có thể thay bằng ba cách nói này nhá Ví dụ như là gì đây? Cháchô và ashita đạ si càng đềê tôi 10 cho sẽ được tối ưu cô tổ đã hoặc là cho sẽ được tốô tô đã hoặc ba cách này nha thay nhau được cái nào cũng được nha số 9 là thể thường cộng với tôi thực ra ít nói thôi à, nhưng mà các bạn cũng nên biết thứ hai nhá a và Ooxy tôi cả nên nói là cái nhà hàng đấy rất là ngon nhé và cách cuối cùng đó là thể thường cộng với Yoshi hoặc là cộng với Tono Yoshi là cách nói mà chỉ gặp ở trong kiểu văn phòng viết thư thôi chẳng hạn. okosama wo Yoshi